Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, tâm hân ái kính chào quý ông bà cô bác cũng như quý đồng đạo và chúng ta kính mến. Kính thưa quý vị, hôm nay hân duyên thăm trở lại với miền Trung, nơi đây là Bình Định quý vị. Thì giúp chuyện cho các ra đây, nhưng mà được biết mấy anh tới nơi đây thì làm việc sự rất là mạnh, vì vậy cho nên cảm được cái đức ăn đức của quý vị ở nơi đây. Thì nhiều lần người ta muốn ra đây thì qua một cái trận dịch vừa rồi thì tưởng rằng là anh em không còn được gặp nhau nữa vì cái số vô thường quý vị, thì hôm nay cũng qua được cái cơn dịch rồi thì cái niềm vui lại đến. Thì hôm nay đồng hành với đoàn Vĩnh Long được tổ chức ra hôm nay để phát quả những phần quà, vì vậy hôm nay thì Ngọc Tâm cũng cùng với đoàn đến gia đình của anh Nghĩa cùng với đồng đạo Chí để gặp gỡ, trao đổi những lời Phật pháp để thông nóng lại sau một cái thời gian dài đó quý vị. Thì giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng đồng hành để gặp gỡ gia đình của anh Nghĩa và đồng đạo ở Vĩnh Long để thông nóng qua lời trong Ngọc Đức Thầy. Thì giờ này Ngọc Tâm trân trọng kính mời quý vị cùng đồng hành và theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô đó và chị đại đàn coi như là ăn không gì hết, uống không hết luôn. Thì thầy chúng tôi thấy là trong ở trong Nam á thì cũng có nhiều trường hợp gì lắm, nhưng mà ra đây thì càng thấy là càng phong phú hơn nữa. Tôi thay mặt trong đoàn á thì có lần có đôi lời để cảm chị đã có lòng nhớ nghĩ đến cái tình và lo lắng cho từ cái miếng ăn mà đến miếng nước. Thì thay mặt trong đoàn á là chúc cho anh chị làm ăn nó càng ngày càng là tấn tới, càng ngày càng có nhiều người đem cái vật liệu đến đây bán cho anh chị và càng giàu sang để đem tiền của và giúp ích cho đời. Và việc thứ hai nữa là về vấn đề tu hành, thì chúc cho anh chị cũng như gia đình cũng như toàn thể đồng đội ở đây tu hành tinh tấn mãi mãi trên ngày thành công kết quả. Đến đây xin lời theo cái sự yêu cầu thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy Sương sẽ diễn đạt lời của Đức Thầy để nhằm làm cái món quà kỷ niệm để khi người Vĩnh Long và người Bình Định gặp với nhau. Mời thầy Sương đứng lên để đọc bài giảng. Thầy vỗ tay luôn. Đạo diễn cũng được đề nghị thì chị ai rồi đọc bản nào được đọc bản thì đọc thôi chứ là làm lên đề tài nó nghe lấy đem nó luôn chị thôi đọc hả đọc đó. Anh là cái người lớn tự không thì cưng phải là cái người trẻ nghe nè, sao giới thiệu đọc chị. Còn cá quý vị là lo để dành học giả của đúng là quý vị này đây. Dạ. Thách để gặp cái lo không? Trời ơi. Buổi lo là đi coi chuyện mặt sinh học giả. Dạ. Thấy em đồ là ta ngủ đây luôn rồi đó. Ráp giọng mới được về nha. Làm nhanh cái thể tập rồi tới xin mời. Đó xin được với lại xin mời kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta đến nhà của anh Trai Chị Nghĩa để chúc mừng chúng ta thể hiện được tinh thần thương yêu lẫn nhau trong một gia. Thì giờ đây chúng chia tay thì có sự cầu của toàn thể gia đình cũng như nhà đạo. Đại sư sẽ gắn kết gia đình một bài giảng để làm kỷ niệm cho ngày thành lập, cho cả đại sư thành lập lập tức cũng gặp. Cái gì mà 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 cái gì m
làm bài với nào nào. Phật đại phương Pháp cơ mùi hương.
Yeah.
Chúng tôi xin mượn qua bốn câu nhạc để kết thúc buổi lễ hôm nay.